Vâng, thưa các bác, hôm nay chúng em xin phép giới thiệu với các bác những cái con cùng đẩy chuyên dành cho ba và các bác sự kiện các bác nhá. Vâng, thì tại sao em lại nói như vậy? Bởi vì công suất em này nó quá khỏe, nó lên tới 1800W trên một kênh. Đó, hai kênh của nó nếu các bác đánh bright nó ra là 3600W. Đó. Và mỗi một kênh của nó các bác có thể đánh được một con súc kép nhé các bác nhá. Một con súc kép luôn. Đó. Thì con này là công suất nó cực kỳ căng và chất âm thì thôi rồi. Nếu như các bác mà ở gần đây thì qua bên em nghe trực tiếp, nhỏ không hay em không để tiền các bác nhá. Đó là về cái cam kết bên em luôn. Đó. Thì bây giờ thì em sẽ đánh giá chi tiết về con này. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn giá bề ngoài, là em nó được trang bị nhìn bên ngoài rất là thô, đúng không ạ? Nhìn rất là thô, mình phải nói thật là em nó khá là thô về cái thiết kế đó. Thế nhưng mà theo em nghĩ nó lại là thành phần gọi là nầm lì xì ra khói, không cần phải cầu kỳ, không cần phải phải cầu kỳ quá, mà chỉ rất là đơn giản thôi, là cho chúng ta cho phép chúng ta sử dụng là kênh 1, kênh 2 và nút tắt mở và hai cái đèn báo đó. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, đấy là phía trước. Và nó thiết kế là khá là nhiều cái rãnh lỗ này để giúp là em nó là lấy được không khí mát từ bên ngoài vào nhé, để nó điều hòa cho hệ thống bên trong. Đó là về bên ngoài. Và em đã được trang bị là một lớp sơn màu đen đó. Một lớp sơn màu đen, sơn mịn, khá là đẹp đó. Thì là về bên ngoài. Và chúng ta sẽ đánh giá về phía sau xem nào. Chúng ta sẽ cùng xem được phía sau em nói như thế nào. Thì thưa các bác, đây chính là phía sau của em nó này. Quạt em nó thì thôi rồi, mát cực kỳ luôn. Đó, quạt này rất công suất, quạt này rất là to nhé. Quạt này to luôn. Đó, và khi mà ngồi đằng sau như là chúng ta đang bật một cái quạt luôn. Đó, hai quạt khá là to để nó lấy hết các cái khí nóng từ bên trong đẩy ra ngoài các bác nhé. Đó, bởi vì là đẩy rất là quan trọng về cái chế độ nắm mát. Nếu như nó không được nắm mát ấy thì nó chạy nó nóng, nóng rồi nó sẽ bị ngắt và dẫn đến cái tình trạng là cái tuổi thọ của em nó không cao. Đó, thì khi mà các bác sử dụng các công suất thì các bác để ý tới những cái hệ thống nắm mát cho em nhé. Đó. Cái đấy là cái rất là quan trọng, nó sau kinh nghiệm của em rất là nhiều năm rồi và em đã kết luận ra một điều rằng là cái tuổi thọ con đẩy nó cao hay thấp thì là nó dựa vào cái bộ nắm mát này. Đó. Thì em nói được trang bị tiếp theo là được hai kênh, hai đường output, là một là chúng ta có thể cắm dây loa trực tiếp, hai là chúng ta sẽ có thể cắm đường lưu trích, đúng không ạ? Và đây là có đường ninh này. Đường ninh này và đường input này em cắm trực tiếp từ điện thoại ra luôn này các bác này. Em đang mở trực tiếp bằng điện thoại luôn. Đó, nghe chất âm cực kỳ căng. Đó, và đây thì nó cũng như con những con khác là nó được trang bị là ba chế độ, một là bright, hai là banana và ba là sister. Đó. Vậy thì bây giờ đây là bên ngoài của em nó. Chúng ta sẽ cùng mở cái công suất này ra. Em sẽ mở ra để xem là chúng ta sẽ cùng gọi là thánh soi bên trong em nó như thế nào. Từ con ốc cũng trang bị rất là nhiều nhưng rất là dày đặc. Và nếu như các bác mà ở gần chỗ em thì tiện quá, các bác có thể qua đây và em sẽ pha một ấm trà, chúng ta sẽ nói chuyện về con cục công suất này. Rất là khủng khiếp luôn. Không những nó khỏe mà cái chất âm nó còn hay nữa các bác nhá. Chất âm quá là hay luôn. Em thử qua rất là nhiều con đẩy rồi và em vẫn thấy kết con này. Mà cái giá của nó này rất là yêu thương. Giá con này cực kỳ yêu thương. Các bác có quan tâm đến về cái tầm giá thì các bác cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì em sẽ trực tiếp báo giá cho các bác. Đó. Các bác mà mua nhiều ấy, các bác mà mua nhiều thì em cũng có giá yêu thương ưu đãi các bác nhé. Về cái bảo hành thì các bác yên tâm, bên em bảo hành trực tiếp cho các bác luôn, không phải lo gì cả. Đó. Chỉ cần nó có lỗi các bác cứ gửi thẳng, gọi thẳng đến bên em và sẽ gửi thẳng về số địa chỉ là 158 Lương Thế Vinh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, thì bên em sẽ nhận và bảo hành cho các bác. Đấy, về các cái chế độ mà bảo hành các bác không phải lo cái gì cả, các bác dùng thoải mái, hỏng gửi về bên em bảo hành rất là dễ thôi, đúng không ạ? Đó. Rất là dễ thôi về cái chế độ bảo hành. Đấy, các bác thấy không, nhìn nó bướng lắm, nhìn con này rất là bướng luôn. Các bác mà đi làm sự kiện thì em nghĩ rằng làm đến hỏng loa không hỏng đẩy các bác nhé, thoải mái luôn. Chúng ta sẽ mở ra thì cho các bác biết này.
Vâng, rất là khó đúng không ạ? Ok, em nó đã ra rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở nó ra. Đó, ok. Đó. Các bác nhìn thấy cái nội thất của nó kinh khủng không? Nội thất cực kỳ kinh khủng luôn. Gấu. Và em nói em sẽ đếm cho các bác là bao nhiêu sò này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16 là tổng, nó có 32 sò thôi. 16 sò cho một vế. Và em nó có thêm là 3 con sò bù áp nha các bác nhé. 3 con sò bù áp. Đó. Nếu như mà tính đến thế thì chúng ta sẽ tính thêm là hai bên nó là 6 sò. 6 sò là tổng tổng của em nó là 38 sò. Đấy. Đó là về cái sò, và sò của em này là chạy sò sắt nha các bác nhé. Đó, chạy sò sắt cho cái chất âm ra cực kỳ hay luôn. Đó. Các bác nhìn cái con chở sứ này. Con chở sứ nhìn nó gấu luôn. Đúng không ạ? Và con sò này để em xem là nó sẽ là con sò này là sò Nhật nha các bác nhé. Đây em sẽ zoom cho các bác cùng nhìn. Đó. Sò này là chạy sò của Toshiba này. Đó, đúng không ạ? Sò Nhật luôn. Đây, ở dưới nó có da ban này các bác này. Em sẽ zoom lên cho các bác. Toshiba này. Và xuất xứ là của Japan nhé, Japan nhé. Đó, thì tại sao mà nó cho chất âm cực gấu như thế, kinh khủng như thế. Và đây thì là em nói chạy con tụ. Con tụ này nó dạng, nó cao khoảng độ 12 cm nhé. Rất là cao luôn. Đó, rất là cao. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem là nó chạy là đây. Chạy là con tụ này nó chạy bao nhiêu mi. Đây, con tụ này nó chạy là 2200 mi. Gớm chưa? Chạy tụ 2200 mi. Rất là kinh khủng. Đúng không ạ? Tụ chạy 2200 mi luôn. Rất là bướng. Và nó chỉ có 80V thôi các bác nhé. 2200 mi và 80V. Đây các bác nhìn này. 2200 mi và 80V. Rất là gấu. Và con nguồn này thì nó rơi khoảng độ là 20 cm nhé. Nguồn 20 cm, nguồn xuyến. Nó sẽ giúp cho các bác quánh thoải mái khi mà chúng ta làm sự kiện hoặc là làm bar. Đó. Khi các bác mua cái sản phẩm này thì không lo là về đuối hay là về yếu hay là do về trục trặc hệ thống âm thanh. Đó. Khi các bác làm sự kiện thì rất là ngại là đang làm nó trục trặc, hoặc là làm ba cũng vậy, nó trục trặc rất là mệt luôn. Đó, thế nhưng mà sử dụng những cái cục mà nó gấu như thế này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chúng ta làm việc nha các bác nhé. Ở đây các bác có thể nguồn này. Đó, sợi khá là to, sợi đồng khá là to luôn. Đúng không ạ? Sợi đồng nó khá là to nhé. Ý, nhìn gấu chưa? Đó, và con sò này chạy sò sắt là sò của Toshiba của Nhật luôn. Đấy, thì bây giờ thì em sẽ test cho các bác nghe hai bài. Nghe hai bài, một là bài của nhạc sàn và một là bài của nhạc vàng. Vậy thì chúng ta sẽ test một bài của nhạc vàng trước nhé. Chúng ta sẽ test một bài của nhạc vàng trước để xem là em nó cho chất âm như thế nào. Đây, em sẽ mở bài bất kỳ này, chạy trực tiếp từ điện thoại này các bác nhé. Em sẽ chạy trực tiếp từ điện thoại luôn. Đó, bật lên. Hay chưa? Nó có dơ ne tự ngắt nha các bác nhá. Hãy subscribe.
em sẽ test thêm một bài nhạc sàn này các bác nhá. Tiếp tiếp một bài nhạc sàn này. Vâng, thưa các bác, thì em đã test qua cho các bác hai thể loại nhạc rồi đúng không ạ? Và chúng ta cùng đánh giá về cái chất âm nhé, cực kỳ sâu, tiếng con này cho ra tiếng cực kỳ sâu luôn, và em đang chạy trực tiếp không qua bất kỳ một cái thiết bị lọc nào đó, thì chúng ta cùng đánh giá là như vậy. Và tiếng rất là sâu và tiếng cảm giác là nghe đến tai mình nghe nó tròn trịa, nó không bị vỡ đó. Thì đây chính là cái con công suất này nó. Và hiện tại thì là bên em đang bán với giá rất là yêu thương. Thì các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thứ hai thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.